Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và như dự đoán của mình thì đúng rồi, ba cái emo mà mình đã làm video trước thì bây giờ là nó đã miễn phí. Và ba emo đó nó liên quan tới sự kiện Into Hay nè, mọi người thấy không? Và cách để lấy được ba cái emo đó cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở cái góc dưới của mình là có ba cái hộp quà 1, 2, 3. Và việc của các bạn chỉ cần click vào đó. Nếu mà trên điện thoại thì các bạn chạm vô cái hộp quà điện thoại hoặc iPad, còn mà trên máy tính thì các bạn click chuột vô đó. Đây, cái đầu tiên nó sẽ xuất hiện cái quy hiệu bên phải, mọi người thấy không? Tiếp theo cái hộp quà thứ hai, đấy, thêm một cái quy hiệu nữa, và cái thứ ba. Xong rồi đó, nó rất là dễ dàng để cho các bạn thể lấy. Thì bây giờ mình sẽ test thử các vũ điệu emo trong đây luôn nha. Thì khi mà vào phần avatar thì nó cũng sẽ như này thôi. Thấy mọi người thấy không? Đây là vũ điệu thứ hai. Mình nghĩ là cái sự kiện này chắc còn và còn miễn phí nữa, chứ không phải là ngoài ba emo này không. Lúc trước khi mà cái sự kiện này tổ chức á, thì là nó ở trong một cái tàu điện ngầm. Còn bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy cái quan cảnh xung quanh này, như là một cái khu phố. Mình nghĩ là đối với bạn nào mà có cái máy điện thoại yếu á, chắc vào cái tựa game này nó lắc dữ lắm. Thì cái máy của mình á, nó cũng mới mua gần đây mà mình thấy nó cũng bị SIDA này. Ở đây có gì nè? Kem. Chắc mấy cái kem này mình nghĩ là nó chỉ là tượng trưng ăn thôi, chứ không có vật phẩm miễn phí đâu. Vật phẩm miễn phí hiện tại là các bạn nhìn thấy là ba cái emo mình vừa làm video ấy. Và theo mình đoán thì sắp tới sẽ có rất là nhiều vật phẩm miễn phí nữa. Tại mình thấy có một cái vật, có mấy cái này nè, nghĩa là nó sẽ có một cái event mới, các bạn cùng chờ nha. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cái góc ổ khóa đó, hai cái góc chấm hỏi, thì mình nghĩ là trong dấu chấm hỏi đó nó sẽ chứa vật phẩm miễn phí tiếp theo. Tại vì sự kiện này là diễn ra từ ngày 4 cho tới ngày 20. Cái này là dấu chấm hỏi là gì mình cũng chưa biết. Thôi cứ chờ thời gian sẽ trả lời. À, ở đây là gì nhờ? Còn 5 tiếng nữa, ủa 5 ngày nữa. 5 ngày lẻ 22 giờ nữa thì cái sự kiện này chắc là nó sẽ bắt đầu. Ok, các bạn chỉ cần click vào những cái emo phía dưới thì sẽ lấy được thôi. Cảm ơn mọi người. Mà mình nghĩ là khi mà sự kiện này kết thúc thì không còn lấy được những cái emo này nữa đâu, nên là các bạn hãy tranh thủ lấy đi nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.